Tháng 11 là hứa là gì các bạn nào còn nhớ không? Nhìn lại bản thân. Ồ, nhìn lại bản thân. Vậy bình thường mình chơi đá bóng xong mình nhìn lại bản thân là mình nhìn như thế nào? Cố gắng. Còn mình chưa cố gắng thì mình làm gì? Cố gắng hơn. Không bao giờ chơi game. Đó là nhìn lại luôn. Con chưa có chơi game thì con chỉ học bài số. Học toán hả? Học toán sau đó mình có nhìn lại là mình làm đúng hay sai không? Khó hả? Mình chắc. Mình làm cái gì sai á, mình phải xin lỗi chứ mình không bực bội. Sau đó nhìn lại xem lỗi sai mình là gì đúng không? Dạ. Sau đó mình làm gì tiếp theo? Mình làm lại, đúng rồi. Lúc nãy mình chiếc nói còn khùng. Có không?